Truyện ma Hồn ai trong dòng nước lũ của tác giả An Nhiên. Chap 3. Ơ kìa, cái cột chống sét trong làn nước đục, nóc nhà ông ba dần dần hiện ra, ngay trên cái cột chống sét mà ông mới dựng được tầm vài tháng trước. Thấp thoáng hai thi thể được xếp chồng lên nhau. Kinh dị hơn là cái cột sắt chống sét ấy, sắc nhọn, đâm xuyên thủng bụng của hai người. Không biết hai thi thể đó có từ bao giờ, nhưng đã bị trương phồng và gương mặt biến dạng. Có khi đó là do va đập trong cơn lũ. Trên bầu trời, mấy con quạ ngửi thấy mùi xác chết đã bay tới. Chúng lượn trên không trung vài vòng rồi chực chờ lao xuống để cắn xé từng miếng thịt. Trình lúc này kinh hãi ngồi bật dậy. Hai thi thể ấy là ai? Chẳng phải là ông bà ba, bố mẹ của Trình hay sao? Trình không nói nên lời. Hai đầu gối đổ rầm xuống đất. Nước mắt anh tuôn như mưa. Anh nghẹn ngào, lòng đau như cắt. Sự việc động trời này khiến cho dân xóm đông sợ hãi vô cùng. Cơn lũ chỉ mới vừa bắt đầu qua mà hai mẹ người đã bị bỏ lại. Buổi họp xóm diễn ra ngay lập tức trên đê. Mỗi người một công việc. Người được phân công chèo thuyền đến để gỡ thi thể xuống. Người được phân công tìm miếng vải sạch rồi nén hương, quả trứng. Tất cả mọi công việc được sắp xếp diễn ra như đúng kế hoạch. Thi thể của ông bà ba đã nằm gọn trong manh chiếu trên đê. Mùi nhang tỏa ra nghi ngút. Không ai dám bén mảng đến gần thi thể người chết. Duy chỉ có một bà lão 80 tuổi trong xóm. Cụ này chống gậy bước từng bước một đến bên thi thể ông bà ba, rồi gỡ mảnh giấy trắng che mặt của hai người. Bà cụ thoáng một chút rùng mình sợ hãi. Trình quỳ trước thi thể của bố mẹ, khóc run lên từng hồi. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Chính anh là người đưa bố mẹ ra ga tàu lên tỉnh. Sao bây giờ lại xảy ra cớ sự này? Trình cứ lặp đi lặp lại câu nói khiến cho mọi người vô cùng thương cảm. Chỉ có Thu, trước mắt cái chết của bố mẹ, Thu không hề rơi một giọt nước mắt nào. Ánh mắt của cô ta lạnh lùng vô cảm. Chỉ sau một ngày rưỡi, nước lũ tại xóm đông đã rút đi hoàn toàn. Trình là người đứng ra lo hậu sự của cha mẹ. Vì thi thể đã bị ngâm trong nước quá lâu, nên Trình quyết định đưa ông bà ba ra đồng sớm. Mọi thủ tục tang lễ diễn ra vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Người dân trong xóm mỗi người giúp một tay. Hùng cũng vậy, anh chạy đôn chạy đáo giúp đỡ gia đình nhà của bạn mình. Mày nghĩ cái chết của thầy bu nhà mày có uẩn khúc không? Tao thấy có nhiều điều bất ổn lắm. Có cần đưa công an về điều tra hay không? Hùng nói với Trình. Trình thì lắc đầu. Có lẽ đúng như dân làng nói, thầy bu tao không may bị nước lũ cuốn trôi, rồi kẹt vào cái cột chống sét của nhà. Thôi, mọi chuyện qua rồi, để cho người chết ra đi thanh thản. Hùng gật đầu. Âu cũng là cái số. Nếu Trình đã cho là vậy thì anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Tang lễ của ông bà ba cuối cùng cũng xong. Trình gầy rộc hẳn đi, thân thể anh gầy gò tiều tụy. Còn Thu vẫn không nói không rằng. Sau ngày xảy ra cái chuyện động trời ấy, ngôi nhà của ông ba dường như bị bỏ hoang. Mọi đồ vật trong nhà vẫn nguyên vẹn. Thu tuyệt đối không về nhà. Còn Trình, anh cũng tiến hành xây một căn nhà nhỏ, cách nhà ông ba khoảng một dãy nhà. Có lẽ Trình cũng không dám ở lại căn nhà bề thế này. Hình ảnh thầy bu chết trong cây cột chống sét khiến anh bị ám ảnh. 8 năm trôi qua, câu chuyện hai thi thể chết một cách kỳ lạ cứ thế đi vào dĩ vãng, mặc cho lời ra tiếng vào. Trình và Hùng đã trưởng thành hơn nhiều. Họ ra trường và đều có công việc ổn định ở trên tỉnh. 6 năm sau ngày thầy bu mất, Trình lập gia đình với một cô gái ở huyện bên và cùng nhau có một đứa con. Đến nay cũng đã gần 2 tuổi. Cuộc sống gia đình Trình vô cùng hạnh phúc và đầm ấm. Còn Hùng thì vẫn thui thủi một mình, mặc cho bà Hoa đã dục giả hết lời. Sau cơn lũ lịch sử năm đó, cuộc sống của người dân xóm đông bây giờ cũng đã ổn định hơn hẳn. Kinh tế tốt hơn trước rất nhiều. Đàn ông xóm đông bắt đầu có xu hướng đi làm ăn xa. Bất kể những cái gì cũng có hai mặt. Từ ngày mà người ta đi làm ăn nhiều, kinh tế tốt, thì cái tật hút chích, ăn cắp vặt lại diễn ra thường xuyên hơn. Mà cái thành phần nổi tiếng nhất xóm này, phải kể đến thằng Tô, con trai duy nhất của bà Tầm. Mã cha con thằng nào ăn cắp gà của nhà bà, tiên sư chúng mày. Tao mà bắt được chúng mày thì chúng mày chết với tao. Tao biết được đứa nào rồi đó nha. Chúng mày liệu hồn. Chúng mày ăn được con gà của bà thì mày cũng sẽ chết đường chết vợ, chết không toàn thay. Những tiếng chửi động như thế trong xóm đông không thiếu. Chúng vẫn diễn ra thường xuyên khiến người dân xóm đông cảm thấy bất an vô cùng. Bà Hoa thở dài. Lại có người mất gà, chắc là nhà bà Văn. Đây là tiếng chửi chua ngoai nhất cái xóm này. Chỉ cần nghe qua một lần thì sẽ chẳng bao giờ quên. Nhà mình còn mấy con gà tơ ăn Tết, con quay thêm ít rào cho mẹ. Bà Hoa quay sang nói với Hùng. Hùng vâng dạ, tay thon thắt rào lại cái chuồng gà quý hóa của bà Hoa. 8 năm nay, quãng thời gian đằng đẵng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Nhưng đó là với ai thôi, chứ với Hùng nó không đơn giản như vậy. Từ ngày xảy ra cái chuyện không biết là mơ hay thật ở trên đê, Hùng thường xuyên mộng mị.
hình ảnh chiếc thuyền đi trên dòng nước lũ đục ngầu vẫn cứ lẩn vẩn trong đầu của anh. Lắm khi tò mò, anh cũng muốn đi tìm hiểu thật hư, nhưng là chẳng biết bắt đầu từ đâu. Còn nhà ông ba, cho đến nay không có ai dám bén mảng tới gần. Tại quán nước đầu làng: "Con mụ văn chữ dai thật chú mày à, tao nghe mà nhức hết cả tai. Con mụ còn khoảng chục con gà nữa, hôm nào trăng tỏ tao với chúng mày sang trộm hết. Mẹ cha nhà nó, hôm nọ bắt hụt có vài con, tiếc bỏ mẹ lên được." Thằng Tô nó châm điếu thuốc rồi nói thì thầm với bọn đàn em: "Đại ca, giờ ở cái xóm này chẳng còn gì để trộm nữa. Có bao nhiêu bọn em khuân hết rồi, gà vịt chó mèo cạn kiệt cả. Với lại bây giờ chúng nó cảnh giác lắm, nhà nào nhà nấy ba bốn khóa, muốn trộm cũng khó. Đại ca xem thế nào, bọn em không còn tiền chơi thuốc nữa." Thằng Sang, đứa nhỏ nhất trong nhóm, vừa lên tiếng. Tô liếc nhìn sang thằng Sang, khẽ nhíu mày, rồi lấy tay đánh thật mạnh vào đầu nó: "Lũ chó, không trộm được xóm này thì sang xóm khác, thiếu gì, sao mày ngu vậy?" Thằng Sang khẽ cúi đầu xuống rồi nhìn sang những thằng khác trong nhóm. Nó nói nhỏ: "Bọn em sang xóm khác mấy lần rồi, không có trộm được. Mấy thằng côn đồ xóm bên á, chúng nó cấm. Mới tuần trước bọn em bị chúng nó đánh không trượt phát nào, giờ không có dám." "Lũ khốn, chúng mày không làm được việc gì nên hồn cả. Ở cái xóm này có bao nhiêu nhà khoắn hết cho tao, không thì lấy cức mà chích." Thằng Tô vừa ra lệnh vừa nhổ toẹt bãi nước bọt xuống nền đất. "Còn một nhà đại ca," thằng Sang nhanh nhẹn nói. Tô ngước nhìn lên Sang rồi hất hàm nói: Còn cái nhà ông ba, cái nhà mà cái ông giàu nhất xã hồi xưa đó. Em nghe nói á, là lúc ông ba chết, nhà cửa để nguyên, không có chuyển cái đồ nào đi ra ngoài hết. Hồi nhỏ em vô nhà ông bà ba rồi, toàn là đồ quý giá thôi. Chỉ cần lấy được cái mâm đồng, cái ít cái đồng hồ cổ là mình giàu to." Thằng Tô lúc này đang hút dở điếu thuốc thì dừng lại ho sặc sụa. Nhắc đến nhà ông ba, hình ảnh hai người chết trương phòng, mồm còn rỉ máu trên cột chống xét hiện về như y như mới ngày hôm qua. Thật ra, thứ mà tận mắt nó nhìn thấy, nó sẽ chẳng bao giờ quên. Nó rùng mình sợ hãi: "Con mẹ nhà mày, mày làm bố mày nổi hết gai ốc lên rồi. Bọn em cần thuốc, không vào đó thì lấy đâu ra tiền? Một là chết vì sợ, hai là chết vì lên cơn, giờ anh chọn cái nào?" Thằng Sang lên giọng dồn ép. Thằng Tô ngồi im hồi lâu ngẫm nghĩ. Lồng ngực của nó đã nập nhanh hơn mức bình thường, nhưng đúng lúc đó thì cơn nghiện lại bắt đầu ập tới. Nó gãi tay gãi chân rồi sờ lên cổ. Cái thứ thuốc viện chết tiệt, một khi đã dính vào thì không thể nào cưỡng lại được. Đừng nói là đột nhập vào căn nhà bỏ hoang của người chết 8 năm, mà bây giờ có bắt nó giết người nó cũng làm. Thằng Tô gật đầu đồng ý. Thứ mà nó cần bây giờ là thuốc, mọi thứ khác không còn quan trọng. Cả nhóm nghiện người gầy hốc hác ngồi xúm lại với nhau bàn bàn tính tính, mặt đứa nào đứa nấy nghiêm túc hết mực. Cuối cùng chúng xếp tay nhau vào rồi vô một tiếng đồng thanh, ra vẻ quyết tâm lắm. Theo đúng kế hoạch, hai ngày nữa thằng Tô sẽ đột nhập vào nhà ông ba để trộm đồ. Chúng nó tin là sau chuyến này chúng nó sẽ có thuốc chích cả năm. Với cái niềm tin bất diệt đó, đứa nào đứa nấy đều rất phấn chấn, tinh thần vui vẻ. Mọi đồ nghề đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chờ đến ngày hoàng đạo. Trời hôm nay đổi gió, những hạt mưa nhỏ li ti cộng với chút xe lạnh đổ về. Thằng Sang lên giọng suýt xoa: "Mã mẹ nhà nó, đúng ngày hôm nay thì trở trời, không có trăng làm gì cũng khó." 12 giờ đêm, cả nhóm nghiện của làng tụ tập ở cái đa gần chùa. Chỗ này khá kín, chẳng có ai nhòm ngó. Với lại cũng đã 12 giờ rồi, tầm này ở quê thì nhà nào nhà nấy đóng cửa then cài cả rồi. Chúng nó tin rằng cái việc này sẽ chẳng ai phát hiện, mà có phát hiện ra thì cũng chẳng làm sao. Cái nhà đấy làm gì có ai bén mảng lại gần. Sớm đông bây giờ như được phủ lên một tấm vải đen đặc, bóng tối lấn át từng ngôi nhà, từng ngóc ngách. Nhưng ở phía kia vẫn có chút ánh sáng lập lòe của mấy chiếc đèn pin. Đám nghiện đang tụm đầu với nhau bàn kế hoạch chi tiết. Nhóm nghiện của thằng Tô có tất cả 6 người. Thằng Tô là đứa lớn tuổi nhất, rồi đến thằng Sang. Còn lại 4 thằng kia tên là Khoa, Đỉnh, Phương, Ngô, cũng chập chững tuổi 18 đôi mươi. Tất cả chúng nó đều bỏ học giữa chừng. Trước kia chúng chăm chỉ làm ăn lắm, nhưng nghe lời bạn bè xúi giục, dính vào cờ bạc, hút chích, giờ thì ở nhà làm nghề ăn cắp vặt. "Thằng Khoa, thằng Ngô, hai đứa tụi bay đứng canh ở cửa. Nếu như có chuyện gì bất thường á thì chọi cục đá vô làm ám hiệu cho tao, biết chưa? Thằng Đỉnh, thằng Phương đứng ở ngoài. Tụi tao á mà tuồn được đồ nào á thì đưa cho tụi mày vận chuyển đi luôn. Tất cả tụi mày ở vị trí được giao, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được chạy. Khi mà xong việc thì quay lại tập trung ở chỗ cũ." Thằng Tô phân công công việc ra lệnh cho từng đứa. Không biết cái chuyện gì xảy ra mà thằng Tô đang nói là có ý gì, nhưng bây giờ mấy đứa chỉ biết gật đầu lia lịa. Đêm nay không trăng, không sao. Không biết mấy thằng nghiện ở xóm này sẽ làm chuyện gì động trời nữa. Cháp 4. Kế hoạch được thực hiện. Kế hoạch đã định, đồ đạc được chuẩn bị đầy đủ. Thằng Sang sau khi cùng vác cái tải nặng, trong đó có cả búa, đục, chùy, tất cả đã sẵn sàng.
đêm nay sẽ là đêm đổi đời. Mã mẹ tụi bay, đi chậm chậm thôi, tắt hết đèn pin đi. Để cho cái bà Hoa với thằng Hùng nhà bên cạnh mà thấy á, thì tụi mình sống không có nổi đâu. Sáu thằng thanh niên phá được phần rào ngoài vườn của ông ba chỉ sau một nốt nhạc. Chúng chậm rãi cúi khom người tiến sâu vào bên trong nhà. Một luồng gió lạnh từ đâu đến thổi dọc theo sống lưng của Sang. Những chiếc lá khô lâu ngày dưới mặt đất bay lên xào xạc như có tiếng người gào rú. Cảm giác lạnh lẽo lạ thường thẩm thấu vào từng lỗ chân lông khiến Sang rùng mình sợ hãi. Thế nhưng chỉ độ 5 giây sau, thằng Sang đã lấy lại được bình tĩnh. Nó là đứa hào hứng, gan lì nhất trong cái phi vụ lần này, nên chẳng có lý do gì để nó bỏ cuộc. Thằng Sang bật cái đèn pin ở mức nhỏ nhất, soi soi lên phía trên nhà. Bất giác nó rùng mình thêm một cái. Ngôi nhà của ông ba lúc này sừng sững trước mặt. Xung quanh tường nhà ông ba, từng mảng rêu xanh phủ kín, nhìn hoang ố đến mức khó tả. Những cây dương sỉ mọc chi chít ở chân tường, có khi còn bám cả lên cao. Nhìn cái nhà lúc này chẳng khác gì ngôi nhà ma của bọn. Trước cửa nhà, những chậu cây cảnh đã đổ ngang đổ dọc, chúng vỡ vụn thành nhiều mảnh. Cây trong chậu cũng khô héo không biết từ bao giờ. Không khí xung quanh ngôi nhà rõ một vẻ âm u. Âm khí nơi này coi chừng không hề nhẹ. Bất chợt, thằng Tô giật ngay chiếc đèn pin của Sang. Mày điên à, mày muốn cả cái xóm này biết chuyện mình đột nhập vô đây sao? Anh em mà có chuyện gì là mày chết á. Em xin lỗi, em xin lỗi, em sơ ý quá, thằng Sang nói. Thằng Tô nhấp mép lên, giơ tay ra hiệu cho tất cả đàn em vào vị trí. Cả bọn cùng nhanh nhẹn. Hai thằng nắp ở cổng canh gác, hai thằng nắp ở bụi rậm chờ đồ ra và vận chuyển. Lúc này, trong sân chỉ còn thằng Tô và thằng Sang. Hai đứa chúng nó trơ trọi trước mảnh sân gạch được phủ đầy lá khô. Tô đi trước, thằng Sang nhẹ nhàng theo sau. Cửa nhà ông ba được khóa bởi đoạn dây xích dài và chiếc khóa xịn nhất thời ấy. Thế nhưng từng đó đã là gì với kẻ theo nghề trộm vặt lâu năm. Thằng Sang móc trong túi ra, lấy một đoạn sắt ngắn và mỏng. Cửa khóa nhà ông ba đã được mở trong vòng một nốt nhạc. Sang nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Hai chiếc đèn pin bây giờ cũng đã được phát huy tác dụng của nó. Tôi quay sang đóng hờ cửa, vì sợ nhỡ đâu ánh sáng đèn pin bị lọt ra ngoài, có người phát hiện thì chỉ có nước về tay trắng. Tôi và Sang bước chậm rãi đi sâu vào phía bên trong nhà. Tất cả đồ đạc từ bàn, ghế, giường, tủ cho đến những thứ nhỏ nhất treo trên tường của ông ba đều đã được phủ khăn trắng. Trên mặt khăn phủ một lớp bụi khá dày, chứng tỏ đã rất lâu không có người tới đây dọn dẹp. Còn với chẳng cái bố mẹ chết đi thì nhà bỏ hoang, không một lần đến dọn dẹp. Nuôi mấy bọn đó thì coi như bác ăn quả trứng còn hơn. Thằng Sang cao hứng nói thầm đủ để cho thằng Tô nghe thấy. Mày thì có hiếu lắm đó. Tao nhớ tháng rồi mày xách có ông bà bô mày hai chiếc xe đạp Phượng Hoàng đúng không? Thằng Tô nhếch miệng lên cười nhạt. Thằng Sang nghe Tô nói thế thì im bặt, không dám nói năng thêm điều gì nữa. Hai thằng đi xung quanh nhà xem xét một lượt rồi mới bắt đầu hành sự. Chúng đi từng chỗ, mở từng chiếc khăn trắng ra. Đồ nào có giá trị chúng sẽ vận chuyển ra ngoài. Thằng Sang mở chiếc khăn trắng đầu tiên ra, mắt nó sáng lên vì đây là chiếc quạt hiệu Calo và cái đồng hồ lên dây cót có giá trị nhất thời đó. Cái này bán đi cũng được ối tiền rồi anh Tô, thằng Sang cất giọng nói. Thằng Tô quay lại cau mày. Lấy được gì thì lấy luôn, đừng có nói nữa, bị lộ bây giờ. Thằng Sang bê chiếc quạt và chiếc đồng hồ cổ ra ngoài phía cửa rồi nháy cho thằng Khoa đem mấy món đồ tuồn ra ngoài đường. Sau đó nó quay lại trong nhà, định bụng sẽ khiêng tiếp những món khác ra. Bỗng nhiên một mảnh vải trắng tinh bất chợt rơi xuống đất. Sang nhẹ nhàng lại gần, ánh mắt tò mò. Một cái hũ được chạm trổ tinh tế ngay dưới chân bàn thờ hiện ra trước mặt thằng Sang. Trên nắp hũ còn dán một mảnh bùa màu vàng. Tất cả đồ đạc đều đã cũ, bám bụi xung quanh. Nhưng tại sao cái bùa này còn nguyên như mới? Nét mực còn bóng mượt, như vừa mới được vẽ ngày hôm qua vậy. Có khi nào là hũ vàng không nhỉ? Giàu to rồi, thằng Sang nó ngẫm nghĩ. Không đợi đến 10 giây, chiếc bùa trên nắp hũ đã được xé ra làm đôi và bị vò nát trong lòng bàn tay của nó. Thằng Sang bê chiếc hũ dốc ngược xuống, có vài nhóm bùa nhỏ màu xám rơi rớt ra bên ngoài. Chẳng có cái mẹ gì cả, thằng Sang thất vọng lẩm bẩm chửi rồi đẩy ngã chiếc hũ nằm lăn lóc trên đất. Bất chợt một trận gió nổi lên, lùa vào từng khe cửa đi vào nhà. Ở ngoài kia những chiếc lá khô bay lên không trung rồi va đập vào nhau cùng với một màu đen tối khiến mọi thứ trở nên ma mị vô cùng. Một tiếng động phát ra khiến Tô và Sang giật mình quay lại. Là ám hiệu của thằng Khoa anh Tô ơi, thằng Sang hoảng hốt. Tô vớ lấy cái đèn pin của thằng Sang tắt ngụp đi. Hai thằng cúi ngập người xuống. Tô hé mắt nhìn ra ngoài cửa. Hai thằng cánh cửa vẫn ngồi lù lù ở vị trí cũ, không có dấu hiệu gì cả. Tô chẹp miệng quay lại phía Sang, định bụng bảo nó làm tiếp. Công việc đang dang dở thì từ đâu một tiếng cạch cạch rào rào như hàng ngàn viên đá đang ném về phía nhà ông ba. Hai thằng trộm ngồi sụp xuống ôm đầu,
cái quái gì đang xảy ra vậy? Thằng Tô lẩm bẩm. Hai đứa chẳng nói chẳng rằng, cắm đầu định chạy ra ngoài thì rầm, cánh cửa bỗng nhiên đóng lại một cách mạnh bạo. Hai thằng trợn tròn mắt, tựa lưng vào cửa nhà rồi quay lại nhìn. Đối diện với cửa lớn nhà ông Ba là chiếc cầu thang đi lên tầng trệt. Nhưng lúc này có thứ gì đó màu trắng đang lướt nhẹ phía trên. Thằng Sang định hét lên một tiếng thì thằng Tô nhanh tay bịt miệng nó lại. Không ngờ trong lúc này thằng Tô có thể bình tĩnh đến như vậy. Hai cái bóng trắng di chuyển nghiêng ngả trên nền gạch, chúng bước thập thỏm xuống phía cầu thang. Hai gương mặt dần dần hiện ra, là ông bà Ba, hai người đã chết cách đây 8 năm trong trận lũ lịch sử. Khi ấy chính mắt thằng Tô nhìn thấy thi thể của họ. Giờ đôi vợ chồng ấy xuất hiện trước mặt Tô dưới hình hài ma quỷ. Điều này quá thật vượt quá sức tưởng tượng của Tô. Từng giọt mồ hôi trên trán nó bắt đầu lăn xuống. Ánh mắt của Tô trợn tròn, gương mặt vô cùng hoảng hốt. Hai bóng trắng đi đến bậc cuối cầu thang rồi nhếch miệng cười một cách kinh dị. Lại đây, lại đây. Giọng nói của người đàn bà như từ âm ti địa phủ vang ra, làm Tô và Sang không còn đứng vững được nữa. Sang lấy hết sức can đảm của mình quay về phía cửa nhà, rồi dùng hết sức phá toan cửa, nhưng tất cả đều vô ích. Hai con quỷ đã bắt đầu tiến tới chỗ Sang và Tô. Gương mặt của chúng bỗng nhiên căng phồng nứt nẻ, dòi bọ bắt đầu đục lỗ trên da bò ra lởm cởm ở ngoài. Bước đi của chúng không còn đứng vững nữa, chân cao chân thấp. Nhìn thì đúng là dáng đi của quỷ. Đau lắm, đau lắm. Giọng nó ấy tiếp tục phán ra, khiến cho hai thằng nổ hết da gà. À, lúc này Sang không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nó lấy cả thân người của nó xô cánh cửa hòng thoát thân. Cũng thật may, lúc này cánh cửa dường như không còn bị khống chế. Sang và Tô lao ra phía ngoài. Chúng chạy một mạch chui qua hàng rào, băng qua đường lớn. Tô hòa mình vào trong đêm tối. Hắn cắm đầu cắm cổ chạy, mồ hôi trên trán lả tả rơi. Trong tâm trí lúc này chỉ muốn thoát khỏi ngôi nhà ma đó. Đến nơi rồi, cuối cùng Tô cũng chạy được đến điểm hẹn đã định. Lúc này Tô thấy đám đàn em đang ngồi đợi mình. Anh Tô, anh có sao không? Thằng Khoa cất tiếng hỏi. Ta không sao, còn tụi bay? Thằng Tô trả lời trong tiếng thở. Bọn em bị dọa té đái, chuyện dài lắm, từ từ rồi kể sao. Thằng Sang đâu rồi? Lúc này Tô mới thất thần quay lại nhìn phía sau. Lúc nãy nó chạy ngay phía sau anh. Anh sợ quá, cứ thế mà chạy. Thằng này bình thường nhanh nhẹn lắm mà, sao hôm nay nó chậm chạp vậy? Cả bọn im lặng đứng chờ thằng Sang trở lại. 5 phút, 10 phút, rồi đến cả nửa tiếng không thấy bóng dáng nó đâu. Có khi nào thằng Sang nó sợ quá, chạy thẳng về nhà ngủ một giấc rồi cũng nên. Thằng Phương, đứa nhỏ tuổi nhất trong nhóm lên tiếng. Nghe có lý, có khi nó đã chạy thẳng về nhà rồi. Thôi, chúng mày đem đồ giấu đi, rồi đứa nào về nhà đứa nấy, mai tính tiếp. Tô nói, có lẽ đây sẽ trở thành phi vụ đáng sợ nhất trong cuộc đời của thằng Tô và mấy thằng nhãi nhép này. Sau bao ngày bàn mưu tính kế, cuối cùng cả bọn chỉ lấy được duy nhất một cái đồng hồ cổ và một cái quạt điện thời thượng. Ngay ngày mai, chúng đem lên tỉnh để bán. Số tiền thu được chia cho cả 6 thằng tha hồ mà hút chích. Sáng hôm sau, tiếng gà trống bắt đầu ngân lên. Mặt trời đã lấp ló phía sau rặng tre. Bà con lại nô nức kéo nhau đi làm đồng. Sau một đêm dài vất vả và hoảng sợ, thằng Tô cuối cùng cũng tỉnh giấc. Nó bước ra hiên nhà, vươn vai một cái, hít thở không khí trong lành. Tiếng gà đám ma của một nhà nào đó hòa cùng làn gió đến tai Tô. Trong xóm có người chết à? Thằng Tô hất hàm, nói trống không với bà Tầm. Ông thầy cúng ở làng bên cạnh mới chết tối hôm qua. Bà Tầm vừa cau mày vừa nói với thằng con quý tử của mình. Thằng Tô nghe xong lắc đầu ngao ngán. Dạo này tháng nào cũng có người chết nha. Rồi thằng Tô ngẩng lên trời nghĩ một chút chuyện. Anh Tô ơi, anh Tô! Tiếng gọi gấp gáp vang lên ở phía cổng. Đứa nào vậy? Thằng Tô vừa đi ra cổng vừa lớn tiếng quát. Hóa ra là thằng Khoa. Có việc gì mà mày đến nhà tao sớm vậy? Không phải là hôm qua đã thống nhất chiều mới mang đồ lên tỉnh cơ mà. Thằng Khoa hốt hoảng chạy vào, mặt xanh như tàu lá chuối. Không phải anh ơi, thằng Sang, nó chết rồi. Hả? Mày nói cái gì? Thằng Sang? Tôi vừa túm cổ thằng Khoa xách lên nghiến răng nói. Xác của nó nằm ở bụi rậm nhà ông Ba. Sáng nay người ta đi làm đồng phát hiện ra. Em cũng mới biết. Bây giờ nhiều người tới đó lắm rồi, còn có cả công an xuống điều tra nữa. Thằng Khoa nói với giọng run run, tròng mắt hẳn lên vẻ tia máu nhỏ. Thằng Tô thở dốc, tim nó đập nhanh hơn mức bình thường. Có khi nào tối qua nó không chạy sau mình, nó bị hai con quỷ giết chết rồi sao? Mã cha nhà nó, sao cơ sự lại đến nước này? Và đây là chap 3 chap 4 của truyện Hồn Ai Trong Dòng Nước Lũ. Nếu như bạn yêu thích bộ truyện này, hãy nhấn chia sẻ cho bạn bè. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé qua kênh, hãy nhấn theo dõi và bật thông báo để là người xem video đầu tiên.